Trước tiên thì Quyền sẽ cập nhật giá của dòng điện thoại Samsung các bạn nha. Quyền sẽ nói về Samsung nha. Còn khi mà cập nhật giá xong hết rồi thì Quyền sẽ cập nhật từng hãng hoặc là từng model nó lại những model cho các bạn xem. Như vậy là để tránh mất thời gian cho các anh em. Trước tiên là Samsung S21 Ultra có mức giá là 30.990.000 các bạn nha. Giảm 7 triệu cho các bạn. Giảm 7 triệu cho các bạn. Rồi. Và nếu mà các bạn mua chạy rớt thì mình vẫn được hỗ trợ gốc 0% kèm với giảm 7 triệu và thu cũ đổi mới hỗ trợ 400.000. Ok không? Quá ok đúng không nào? Mức giá 30.990.000. Đây, giảm 7 triệu cho các bạn, chỉ còn 23.990.000 thôi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Quyền xin chào 15 bạn đang xem livestream trực tiếp của Quyền nha. Ok. Đây là cái con S20 Ultra nha. Các bạn thấy cụm camera rất là hầm hố không? Vì cái cụm camera nó độ giải là 108 MP các bạn nha. Camera phụ 12 MP và hai camera phụ là 10 MP. Con máy này là camera nó chụp một cái là đỉnh nhất trong các camera đỉnh luôn. Thì vì mức giá của nó là khá là cao, nhưng hiện tại thì nó đã giảm cho các bạn 7 triệu rồi. Nó không còn cao gì mấy nữa. Nếu mà các bạn đang cần một cái điện thoại mà camera có độ phân giải cao và có mức giá đang được giảm sâu của dòng Samsung, và đây là dòng Nexus của Samsung, thì đây là một trong những dòng máy mà các bạn đáng mua nhất trong cái mùa dịch này các bạn nha. Ok, các bạn like cho Quyền xin một like đi nào. 23 bạn đang xem livestream của Quyền ơi, cho Quyền xin một like nha. Rồi, Quyền sẽ cập nhật tiếp theo là con S21 cộng, tức là S21 LED các bạn nha, có mức giá là 25.990.000, giảm cho các bạn 7 triệu đồng đó. Về mấy cái con Nexus này thì các bạn cứ yên tâm về cái cấu hình của nó ha. Nó sẽ chống chọi được tất cả các loại game nặng hiện tại, thì các bạn cứ yên tâm đó. Với mức game là 8GB thì các bạn cứ tha hồ mà chiến game, không cần phải lăn tăn về cấu hình của nó đâu. Và tiếp theo đây là con S21 cộng, mức giá là 25.990.000, giảm 7 triệu cho các bạn. Đó, S21 cộng. Và đây là em nó đây, S21 cộng. S21 cộng rất là đẹp. Rất là đẹp với màn hình là 6.7 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Thì bên cạnh đó là một con chip cây nhà lá vườn Exynos 2100 8 nhân RAM 8 10 cho 108 đi. Thì đây là một trong những dòng sản phẩm Nexus của Samsung, thì các bạn không cần phải đắn đo về mặt cấu hình hay là camera nữa. Camera thì độ phân giải camera là 64 MP, hai camera phụ là 12 MP. Camera selfie phía trước là 10 MP các bạn nha. Đây là một trong những con máy có viên pin 4800 và hỗ trợ sạc nhanh. Ok. Hiện tại thì có chương trình là giảm cho các bạn 7 triệu nè, thu cổ đồ mới hỗ trợ 400.000, hỗ trợ gốc 0% lãi suất luôn, mua đồng hồ giảm thêm cho các bạn là 40%. Ok. Đây là con S21 LED các bạn nha, với mức giá là 25.990.000, giảm cho các bạn là 7 triệu đồng. Tiếp theo là một trong những dòng Nexus của Samsung, đó là dòng Note 20, có mức giá là 23.990.000, giảm cho các bạn 9 triệu trừ dùng Quyền luôn đi ha, giảm cho các bạn 9 triệu và thu cũ đổi mới hỗ trợ 400.000 đồng, trả gốc 0% lãi suất luôn các bạn. Ok chưa, giảm 40% khi các bạn mua đồng hồ. Đây là cái dòng Nexus của Samsung. Để Quyền coi có giờ có cái máy nào mà khui siêu rồi thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây là dòng Note 20. Đây là nó có cái bút ở dưới này các bạn nha. Đây là dòng Note 20, có mức giá là 23.900 và đang giảm giá cho mình là 9 triệu đồng. Thì các bạn có thể là chỉ cần website thế động trong cơm, hoặc là có thể inbox trực tiếp cho Quyền để mà các bạn có thể mua được những con giá con máy ưu đãi như thế này các bạn nha. Nếu mà các bạn mua trả góp thì mình có hỗ trợ được cái phần trả góp là 0% lãi suất luôn các bạn, vừa áp dụng giảm 9 triệu và vừa áp dụng trả góp 0% lãi suất luôn. Quá là tuyệt vời đúng không nào. Quyền xin chào 27 bạn đang xem livestream trực tiếp với Quyền nha. 27 bạn ơi, hãy cho Quyền xin một like nha. Quyền xin cảm ơn, chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Không được chắc Quyền cũng không online luôn. Rồi, tiếp theo Quyền sẽ cập nhật giá của một số dòng Samsung nữa. Đó là con S20 FE 256GB. Đây là con S20 FE 256GB. Fan của Samsung ơi, có mức giá là 15.490.000, giảm cho các bạn 1.500.000, thu cổ đồng hồ trợ 400.000 đồng, trả góp 0% lãi suất, mua đồng hồ giảm 40%. Đây là con máy S20 FE 256GB các bạn nha. Đó, rất là VIP. Con máy này trang bị màn hình là 6.5 inch, độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip là của Mỹ nha các bạn, không phải chip cây nhà lá vườn nha. Chip này là chip Mỹ đàng hoàng. Nắp đầu đồng đầu 865 8 nhân. Đó, game thì 8GB, bộ nhớ trong 256GB, thì Quyền đảm bảo các bạn là cân tất cả các tựa game hiện tại. Đó. An tâm mà chơi game nha các bạn nha. Nếu mà mua con này. Camera thì hai camera 12 MP, một camera 8 MP.
đó. Camera selfie là 32 pixel đó. Pin thì 4500 và có hỗ trợ sạc nhanh. Hỗ trợ sạc nhanh cho các bạn luôn. Ok. Quá là tuyệt vời đúng không nào? Galaxy S20 FE 256GB 15.490.000 giảm 1.500.000 trừ dùng quyền luôn ha, trừ dùng quyền nha, giảm nhiều quá. Ok, tiếp theo là con Galaxy A72. A72 hiện tại đang có mức giá là 11.490.000, thu cũ đổi mới hỗ trợ 300.000, trả góp 0% lãi suất cho các bạn. Mua đồng hồ giảm 40%. Đó, rất là tuyệt vời đúng không nào? Đó, giảm 40%. Về nói sơ về cấu hình nghe chơi chút nè. Con máy là trang bị màn hình 6.7 inch, độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip của Mỹ là Snapdragon 720G 8 nhân, RAM 8 thì bộ nhớ trong là 256GB. Camera này các bạn thấy không, đây là một trong những camera mà hầm hố và đẹp nhất của dòng Samsung. Cái độ phân giải lần lượt là camera 964 pixel, camera phụ thứ nhất là 12 pixel, camera phụ thứ hai là 8 pixel và camera phụ thứ ba là 5 pixel, rất là ok. Đây là màu xanh. Camera trước là selfie nằm đục lỗ nằm trong màn hình các bạn thấy không. Đó, độ phân giải là 32 pixel, pin thì 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 25W. À, rất là tuyệt, rất là tuyệt đúng không nào. Tiếp theo tới các bạn đó, các bạn hãy like cho Quyền một like nha, Quyền xin cảm ơn. Tiếp theo sẽ là con Galaxy A52 5G đây các bạn ơi, nó cũng nguồn gốc thiết kế không khác gì máy của A72 đó, nhưng mà nó có hỗ trợ thêm 5G với mức giá là 10.990.000, hỗ trợ thương cụ đó mới 300.000. Đó, trả góp 0% lãi suất cho các bạn luôn. Mua đồng hồ giảm 40%. Ok, quá là tuyệt. Đây là con màu xanh ha. Con này thì có màn hình nó hơi bé hơn một chút xíu, là màn hình 6.5 inch, độ phân giải là Full HD đó và sử dụng con chip là 750G 5G 8 nhân. Đó, nó sẽ cái con chip này nó của A52 thì cái đầu số nó sẽ cao hơn và Quyền nghĩ là nó sẽ mạnh và nhanh hơn và tiết kiệm điện hơn. Đó, RAM thì 8GB. Đó, gom thì 128. Camera phía sau độ phân giải lần lượt là 64 pixel, 12 pixel, 5 pixel và 5 pixel. Camera selfie cũng đục lỗ nằm phía trong màn hình như thế này với độ phân giải là 32 pixel. Pin thì hơi bé đó, tiết tiểu tem xíu. Đó là 4500 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 25W các bạn nha. Sạc nhanh là 25W. Ok. Tiếp theo là con A52 256GB. Con này thì nó không có 5G nha, nhưng mà nó bộ nhớ trong là 256GB, 10.290.000. Ngôn ngữ thiết kế thì như nhau các bạn. Đó, nên mình không có nói gì nhiều ha. Nó chỉ có khác về cái con chip thôi. Cái con chip thì nó con này sử dụng con chip này giống như con chip của con A72 đó, nó Snapdragon 720 8 nhân, RAM 8 và nhớ trong 256, còn tất cả là nó đều có thông số tương tự nhau. Ok ha. Bên đây là có con phiên bản nó thấp hơn là bản 256GB là 9.290.000 đó, thu cổ đồ mới hỗ trợ 300.000 đồng và trả góp 0% lãi suất các bạn nha. Ok, cái này thì máy nó sẽ có màu đen, hiện tại đây có màu đen tại xử lý thôi. Rồi, Quyền xin chào 42 bạn đang xem livestream trực tiếp của Quyền nha. Các bạn ơi hãy cho Quyền xin một like nha, một like nha. Quyền sẽ review xong hãng Samsung, cập nhật xong hãng Samsung, Quyền sẽ tới hãng là Oppo, Xiaomi, Realme, vân vân. Đó, Quyền sẽ cập nhật hết tất cả cái giá chỗ bạn xem trong ngày hôm nay. Các bạn cứ bình tĩnh nha. Ok, Quyền sẽ tiếp theo là một sản phẩm tiếp theo của dòng Samsung. Thì là tới con A52 rồi, tiếp theo sẽ là con A12 của dòng Samsung. A12 thì nó sẽ có hai biên bản, đó là biên bản 6GB và biên bản 4GB các bạn nha. Biên bản 6GB thì nó sẽ có mức giá là 4.690.000, 4.690.000 các bạn, giảm cho bạn hiện tại là giảm 200.000 đồng, tặng 100GB data 4G Viettel, trả góp 0% lãi suất, mua đồng hồ giảm 40%. Đó, màn hình của máy là 6.5 inch, độ phân giải là HD Plus, sử dụng con chip là Helio G35 8 nhân, RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB. Mặt sau nó đây các bạn ơi, mặt sau nhắm nha, vân vân nhắm. Và độ phân giải của camera là 48 pixel, camera phụ có 3 camera phụ, một camera phụ là 5 pixel và 2 camera phụ còn lại là 2 pixel các bạn nha. Camera selfie là độ phân giải là 8 pixel. Ok, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh 15W. Đây là con A12 6GB của Samsung ha, có mức giá là 4.690.000, hiện tại đang giảm 200.000, chỉ còn 4.490.000 thôi các bạn nha. Ok, và tiếp theo là con A12 phiên bản 4GB thì nó có giá là 4.290.000 đó, 4GB. Vì cấu hình nó như nhau, nó chỉ có khác về cái dung lượng RAM thôi các bạn ha. Đây là con màu đen ha, hiện tại nó có màu đen. Ok chưa? Đó, con Galaxy A12 6GB nó vẫn có màu đen nha. Đây, con màu đen đây. Rồi các bạn đang xem livestream của Quyền, hãy cho Quyền xin một like nha các bạn ơi. Quyền xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ xem livestream của Quyền vui vẻ nha. Tiếp theo sẽ là con Samsung A02S đây, đó, A02S đây.
có mức giá là 3.190.000, 3.190.000 với phiên bản 3GB. Đây nó sẽ có màu đen, màu trắng. Màu đen, màu trắng thôi. Hiện tại tại shop có hai màu. Con máy này thì nó sẽ có mức giá là 3.190.000. Tặng cho mình 100GB data 4G Viettel, trả góp 0% lãi suất, mua đồng hồ thời trang giảm 40% các bạn nha. Rất là đẹp đúng không? Đây là nó sử dụng cái con chip là của Mỹ nha các bạn. Nó là đầu 4508 nhân, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Camera chính ở phía sau như thế này thì nó sẽ có 3 cam. Độ phân giải camera chính là 13 megapixel, hai cam phụ là 2 megapixel. Và camera selfie phía trước là 5 megapixel. Pin 5000 và có hỗ trợ sạc nhanh. Ok ha, hiện tại tại shop thì còn hai màu, màu trắng và màu đen. Rồi. Tiếp theo sẽ là con cuối cùng của dòng Samsung, đó là con A02. A02 có mức giá là 2.590.000. Đây là con A02. Mặt sau thì nó sẽ đây các bạn nghe. Đó, mặt sau là nó sẽ vân vân như thế này để chống giày các bạn nha. A02 nó sẽ có mức giá là 2.590.000 và có hỗ trợ màn hình lên đến 6.5 inch, độ phân giải là HD Plus, sử dụng con chip MediaTek MT6739 đúp 4 nhân, RAM 3 bộ nhớ 32. Camera phía sau nó sẽ có 2 cam như thế này, nhìn như là iPhone X vậy các bạn. Camera chính là 13 megapixel, phụ là 2 megapixel. Camera phía trước là 5 megapixel. Pin 5000. Đó. Và có hỗ trợ sạc cho các bạn chậm. Đây là hiện tại nó có màu đen và màu xanh các bạn. Đây. Màu xanh đây.